Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái công cụ đầu tiên và những cái phím tắt đầu tiên của Photoshop ha. Thì đầu tiên là cái việc mà mình sẽ zoom in, zoom out cái khung làm việc, cái tờ giấy này, tức là cái phần màu trắng trên màn hình đây. Thì để làm chi? Ví dụ như các bạn bỏ một tấm hình vào đúng không? Đôi lúc các bạn sẽ sửa những cái chi tiết rất là nhỏ. Ví dụ mình đi, mình sẽ phóng to gương mặt mình lên, sau đó mình xóa đi những vết mụn. Đó, thì mình cần phải zoom lên để mình nhìn. Mình sẽ có cái phím tắt là Alt, trên Mac là phím Option. Mọi người sẽ giữ Alt nè, và mọi người lăn cái con chuột giữa nè, có con lăn nè, mọi người sẽ lăn. Thì nó sẽ phóng to, thu nhỏ. Đó, sẽ phóng to, thu nhỏ. Rồi, khi mà phóng to lên như thế này á, thì mình sẽ có một cái phím thứ hai, đó là phím Backspace, là phím dài dài trên bàn phím á. Để làm chi? Khi mà mọi người ấn vào, nó có cái bàn tay để mọi người có thể di chuyển qua lại nè, qua lại lên xuống nè, để mọi người đôi lúc là mọi người sẽ nhìn vào những cái vị trí mà nó không hiển thị được ở trên Photoshop, ở trên cái khung làm việc của mình ha. Đó, thì là cái phím dài dài, phím Backspace. Thì chỉ khi mà mọi người đang phóng tràn ra nha, tức là đang phóng lớn ra thì cái này nó mới hoạt động. Rồi ví dụ như đang phóng lớn như thế này đi, các bạn muốn nó quay trở về ban đầu, tức là nó quay lại đúng theo cái khung của mình tạo ra, thì mọi người sẽ bấm là Ctrl 0. Đó, Ctrl 0. Rồi nó sẽ quay về như ban đầu. Thì nếu mà các bạn nào mà lâu bị quên cái phím tắt này đi á, thì mình sẽ có một cái biểu tượng trên thanh công cụ, đó là cái hình có cái clip này. Khi mà người rê chuột vào á, nó sẽ hiện thị lên ở đây là zoom tool, phím tắt là Z đúng không, chữ Z. Thì mọi người có thể bấm chữ Z này hoặc là bấm vào cái clip này. Rồi mọi người chỉ cần giữ chuột, giữ phím trái của chuột ha. Đó, thì kéo qua trái á, nó sẽ nhỏ lại, kéo qua phải nó sẽ to ra. Thì tùy máy ha, ví dụ như máy Mac thì nó sẽ như vậy, còn máy Win thì nó sẽ ngược lại. Rồi, cũng y chang thôi, phóng to thu nhỏ, nhưng mà cái này các bạn thích bấm trong này mà không phải lăn chuột thì sử dụng cái này ha.